Chào mọi người nhé. Lời đầu tiên thì cho phép em được gửi lời cảm ơn trân trọng đến anh Tuấn ở Đồng Nai đã tiếp tục và tin tưởng em một cái sản phẩm nữa. Là lần đầu tiên là anh đã tin tưởng và ủng hộ bên em cái sản phẩm vang loa B3 C5. Và cũng em đã có quay một cái clip trước đó rồi. Thì ngày hôm nay tiếp tục anh lại tin tưởng và ủng hộ em một cái sản phẩm vang số Shiso T3. Một trong những cái sản phẩm vang số có những cái nội thất đơn giản nhất, nhưng chúng ta không phải nhìn vào cái bên ngoài mà để chúng ta đánh giá một cái chất lượng sản phẩm ở bên trong nhá. Và chúng ta không phải nhìn vào cái bên ngoài mà để chúng ta đánh giá một cái sản phẩm chất lượng chỉ sơ sài như vậy. Sản phẩm nó sẽ tốt ở trong phân khúc nào đó, sản phẩm nó có ở cái phân khúc của nó, và chúng ta không nên đánh giá như vậy. Có rất nhiều anh em chỉ nhìn bằng cái bên ngoài và chúng ta đánh giá, nhưng em nói thật sự với anh, sản phẩm đơn giản như thế này nó làm hay hơn rất nhiều những con sản phẩm khác mà đặc dượt đấy nhá. Thì em khẳng định một điều rằng cái chất âm của sản phẩm này hay hơn rất nhiều những cái sản phẩm khác. Có rất nhiều sản phẩm đặc ruột, nhiều ruột ruột, chi chít ruột rất nhiều linh kiện, nhưng chưa chắc đã bằng được một cái sản phẩm ít ruột như thế này đâu, ít linh kiện như thế này đâu. Nhưng tuy nhiên rằng chúng ta không thể nào mà mang cái sản phẩm này ra so sánh với một cái phân khúc cao tiền hơn. Tất nhiên là ở trong cái khoảng tiền của nó là cái sản phẩm có được chất lượng âm thanh hay. Và không phải cá nhân em đánh giá, mà cũng không phải một mình anh đánh giá, mà rất nhiều người đánh giá, trong đó có cả những người anh em bán hàng và những người dùng, người ta cảm nhận rồi người ta đánh giá. Thì đây là cái sản phẩm vang số Shiso T3 mà hôm nay em gửi đi cho anh Tuấn, và một lần nữa anh lại tiếp tục tin tưởng em. Sản phẩm này thì đang chạy với một cái phần mềm mới nhất, và ở đây thì em sẽ hát với một em sẽ chỉnh riêng với cái cấu hình của đôi loa B3 của anh. Thì ở đây em lại lấy đôi PRS ra, nó cũng giống như B3 thôi. Thì em hết B3 rồi, nhưng tuy nhiên là em làm B3 thì em biết cái chất âm của nó, và em dám khẳng định rằng những cái mốt em gửi đi cho anh nó sẽ đạt được cái hiệu quả rất là cao nhá. Thì bây giờ em sẽ hát thử một cái bài cái bài nhạc, và chúng ta chỉ hát với cái phiên bản là nhiều intro nhá.
chúng ta sẽ chuyển qua một cái môn thiên vời vợ lên đến 26. Vừa rồi là em đã thử một đoạn nhá. Anh em cũng thấy chất lượng âm thanh của nó rồi.